Thiệt là đau khổ quá đi. Sinh ra đã làm kiếp chó, chỉ muốn chơi đồ chơi thôi, mà thần chủ nó cũng không cho. Nó thử thách mình như vậy đó. Tốt hơn hết á là đừng có giống như con khủng long kia, không thần chủ nó quýnh thấy mẹ luôn đó. Thiệt là đau khổ quá đi. Sinh ra đã làm kiếp chó, chỉ muốn chơi đồ chơi thôi, mà thần chủ nó cũng không cho. Nó thử thách mình như vậy đó. Tốt hơn hết á là đừng có giống như con khủng long kia, không thần chủ nó quýnh thấy mẹ luôn đó.